Oh, yeah. Next question? Yes. Oh. I'm holding the micro. Your Holiness, so you talked about inner peace. You talked about religious harmony. And then it is that it's the heart that matters. So how could we, what do you think could be a systematic solution to teach empathy? That's the first question. The second one is, it's kind of related to Ms. Hai's second one. So I work in international development. So why I love my job very much. Sometimes I feel it very frustrating that to realize that the problem of the country, it's not because of its geography or like the availability in natural resources, but it's because of the institution of that country. So that means that the country it lays on the hand of a few people who are the leader of the country. So what can we, do you think that we can, we just need to like accept that that's the way things go and then continue going? Or is there a better way to speed up the process to make our community or to make the country a better place to live in? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank May I speak in Vietnamese also? Yes. Yes, yes, yes. Okay. Dạ, cái câu hỏi đầu tiên là vì Đức Đại Lama đã nói về cái chuyện là cái sự an yên bên trong mình và cái sự hòa hợp giữa các tôn giáo. Thế thì em muốn hỏi là mình có cái cách hệ thống nào để mà dạy con người ta về cái sự thấu cảm giữa người với người? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai là tại vì em làm về lĩnh vực phát triển thì nó khá là nản lòng, bởi vì là khi mà mình thấy cái vấn đề của một quốc gia nó không phải là bởi vì cái vị trí địa lý hay là cái sự gọi là tài nguyên thiên nhiên, mà nó là về cái thể chế, tức là cái số phận của một quốc gia nó nằm trong một số người. Thế thì mình hỏi là mình có nên chấp nhận là đấy là cái chuyện nó như thế và mình cứ tiếp tục làm công việc của mình hay không, hay là có một cái cách khác để mà mình có thể tạo ra một cái cộng đồng và một cái đất nước tốt đẹp hơn? First part, as I mentioned earlier, we already are seeing the extent. We already sort of have the draft sort of curriculum. So this is our aiming. So I think firstly, I think in India, I think within this year, I think some school may carry that sort of what's the text as an experiment. And also in America, mainly Emory University, helped this because of the paper, this sort of because of this draft. So they also willing to carry some kind of the work as an experiment. So we'll see. Then second part, as far as socio-economy theory is concerned, I'm Marxist. So I'm comrade of Hu Jintao and also Chairman Mao Zedong. However, the system which carried by these communist states, too much tight control and secrecy and distorted information and censorship. You see, these practice wartime, these are relevant, wartime. So Bolshevik Revolution, at that time, civil war, serious civil war, and also from the West, little bit some threat from the West. So during that period, wartime, secrecy, merciless sort of tight control is something relevant. So then eventually, these practices become part of the socialist system. That's mistake. So I'm
Marxist, but I totally against Leninism. So some people say Ho Chi Minh more nationalist rather than communist. I don't know, you know better. So I think now the Marxism is wonderful. Oh, the working class people, actually the owner of the country or leader of the country, not just a few individuals. So totalitarian system, now out of date. So I think time passes, eventually some change. I think your country, Vietnam, still communist country, but you see much changed. China also, same communist country, but last 30, 40 years, much already changed. And now, for example, Buddhism, during Cultural Revolution, systematic destruction. But now, not only revival of Buddhism, but Buddhist population now in China, nearly 400 million. So things are changing. Things are changing. The truth, reason more powerful than tight control. I think the President Obama sort of visit, and then not only just sort of short visit, but some kind of exchange, students. I hope you see more Vietnamese students go to America, go to a free country, study, and then meantime, revive your own 1,000-year-old tradition of Buddha Dharma. As I mentioned earlier, Buddhism, particularly the so-called Mahayana, or in any way Sanskrit tradition, is more scientific. So modern science with Sanskrit tradition can go side by side. That's very important. So then people, not necessarily to believe Buddhism, but you can take some good sort of lesson from Buddha Dharma, Sanskrit tradition, you see, to help bring inner peace and a happy family, happy society. I think you can do that. You can do that. For that reason, the study about Buddhism is very, very essential. As I mentioned earlier, you see, Buddhism is not just faith towards Buddha. You see, Buddhism is, some Western scholars say, Buddhism is not a religion. Buddhism is science of mind. So study Buddhism, including, then automatically including the study about system of our emotion, our mental system. Then, these days I described, we usually, you see, study or hygiene of physical. Now time come, hygiene of emotion is very necessary to study. Not as a religious matter, but simply hygiene of our emotion. Like that. So it takes time. I think few years, I think Vietnam already some change. So then your big brother, China, also now changing. North Vietnam seems very, very sort of concerned, tight control by that boy. North Korea. North Vietnam. North Korea. Tight control. So you have, I think,
opportunity. Now, the good part of socialism, Marxism, keep the negative practice, too much control and censorship. These now should change gradually, not overnight, but step by step. And the media people also have very important role in that respect. How many prisoners in Vietnam now? Political prisoner. Do you know? No. Có bao nhiêu tù nhân chính trị có mặt? Political prisoner. No report. Secret. Top state secret. Bí mật. And some Buddhist monk also is arrested, isn't it? So like that. Tôi thì. Tôi sẽ theo cái quan điểm của bên Marxist. Tại vì như vậy thì tôi sẽ đồng minh với ông Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông. Nhưng mà trong khi chiến tranh xảy ra thì cái chế độ mà của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ấy, thì họ quá kiềm kẹp, cho nên là họ bóp méo cái những thông tin, những sự thật, là cuối cùng dẫn tới những cái tư tưởng là không có hay về cái đạo, cái tư tưởng của xã hội chủ nghĩa. Như cái theo chủ nghĩa của Marx Lenin ấy, thì có nhiều người nói thì ông Hồ Chí Minh ấy thì ông theo nationalist là gì, chủ nghĩa dân tộc hơn là cái chủ nghĩa là cộng sản. Cho nên cái những người mà lãnh đạo của đất nước của chúng ta là không phải là chỉ rơi vào trong tay của một số người nào đó thôi. Cho nên chúng ta là một cái phải cái đất nước của chúng ta phải được của toàn dân. Cho nên Việt Nam chúng ta là theo cái chế độ của xã hội chủ nghĩa. Cho nên cái chế độ xã hội chủ nghĩa này nên thay đổi. Tại vì Trung Quốc cũng theo xã hội chủ nghĩa, nhưng mà 30 đến 4 năm nay nó đã thay đổi rồi. Cho nên chúng ta phải có một cái cuộc cách mạng. Nên như ở bên Trung Quốc thì có 400 triệu người Phật tử. Cho nên khi mà đưa ra cái tự do tín ngưỡng tôn giáo vân vân, nhưng mà cái nếu như mà mình cần phải kiềm chế và theo cái quy luật mà nó đúng cái lý do, có lý do chính đáng thì mình mới ngăn cấm, chứ không kiềm chế một cách quá đáng mà không có lý do. Nên khi mà Tổng thống Obama đến Việt Nam và có cái cuộc giao tiếp với các sinh viên, để sau này để đưa nhiều sinh viên Việt Nam để sang Mỹ học, chúng ta hãy nên đến một đất nước tự do để học hỏi. Cho nên tuy các bạn sinh viên được đến một đất nước tự do như Mỹ để học hỏi, nhưng hãy duy trì cái truyền thống của văn hóa của mình là văn hóa Phật giáo cả hàng ngàn năm, theo cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Chúng ta phải đi theo những tình huống tình tự như vậy. Mọi người khi mình có thể đi theo cái quan điểm của Phật giáo, nhưng không nhất thiết phải trở thành một vị Phật tử. Chúng ta có thể học cái giáo lý của Đức Phật để làm thế nào để chúng ta có một cái cuộc sống hạnh phúc, có một cái gia đình hạnh phúc, một cái xã hội hạnh phúc. Cái lý do rất là chính đáng để chúng ta học Phật giáo, chứ không phải trở thành người Phật tử. Tại vì trong giáo lý Đức Phật có nhiều cái lời khuyên, lời dạy, nó để giúp cho chúng ta sống hạnh phúc. Lý do rất hợp lý để chúng ta học giáo lý. Cho nên nhiều người phương Tây họ nói cái Phật giáo không phải là một cái tôn giáo tín ngưỡng, mà Phật giáo có tính cách là triết học. Có nghĩa là nó có vẻ là triết học hơn là tín ngưỡng tôn giáo. Mà đặc biệt trong Phật giáo, cái hệ thống mà tâm loại học ấy, thì nó rất là phong phú. Nên ngày hôm nay chúng ta mình giữ cái vệ sinh cho thân thể như thế nào thì điều rất cần thiết chúng ta học cái bài học để giữ vệ sinh cho cái cảm xúc của mình. Cho nên vài năm gần đây thì đất nước Việt Nam cũng đã thay đổi.
Thì tại vì cái người anh kẻ của Việt Nam của chúng ta là Trung Quốc đã thay đổi, cho nên chứ không như ở Bắc Hàn bị kiềm chế một cách quá đáng. Bắc Triều Tiên. Câu hỏi đầu tiên là cái những tôi đã nói cái hệ thống giáo dục ấy, cái hệ thống giáo dục là trên ở Ấn Độ là cái được áp dụng trên ở những trường học ở Ấn Độ để làm thế nào mà để đem đạo đức vào dân chúng mà không cần phải qua cái tín ngưỡng tôn giáo. Nên cái quyển sách đó sẽ được học và áp dụng trong cái những trường học Ấn Độ. Và ở Mỹ cũng vậy, cũng có cái bản thảo đó đang chuẩn bị để đem áp dụng vào các trường học và nói để giáo dục cái lòng từ bi với lại cái đạo đức mà không dựa vào các tín ngưỡng tôn giáo. Đó là câu hỏi thứ nhất, để phát triển sự an bình trong tâm thức nội tâm. Yeah.